tôi rất là mong muốn được phục vụ tất cả quý khách hàng và mang đến cho quý khách hàng những cái sự trải nghiệm mới nhất, và mong muốn là quý vị sẽ tốn những cái chi phí ít nhất, và chúng ta vừa được sở hữu những cái nét đẹp tự nhiên với xu hướng mới mà lại với chi phí thấp nhất ngay tại Việt Nam. Làm xong á nó không có hề sưng, em cảm giác là cuộc sống mình thấy cũng thay đổi, diện mạo mình cũng thay đổi, và công việc của em cũng thay đổi, và đến thậm chí bây giờ là không biết nói sao, nhưng mà chắc cũng nhờ bàn tay của bác sĩ Phương và cũng nhờ Maria mà tự nhiên công việc em rất là suôn sẻ, tự nhiên ngày nào cũng có show á. Mà và em về nhà em nghỉ đúng một ngày, nên qua ngày hôm sau để em đi làm bình thường, cứ là bình thường không có gì hết, chỉ có khó chịu là mình tăng cái này thôi chứ không có đau, cũng thấy sưng cũng có nhiều. Sau đó 2 tuần thì nó đẹp hơn. Mẹ em cũng rất là thích, bạn bè cứ hỏi là chỗ nào mà. Thì em cũng có chia sẻ rằng là em có đi làm mắt và làm mũi, nhưng mà người ta không biết. Không biết. Cái đó là cái điều quan trọng nhất mà em rất là hài lòng ở thẩm mỹ Maria của mình. Khi mình đẹp lên thì chắc chắn một điều đó là những cái cơ hội nó đến nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Và mình làm sao mình phải đẹp lên, bởi vì thực sự bây giờ những cái người đẹp họ đẹp lên quá nhiều. Nếu mà mình không đẹp lên thì mình lại là một người bị quá thiệt thòi cho họ. Có thể là lúc đầu họ chưa đẹp nhưng họ sẽ tìm cách hoàn thiện họ.